Các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Các bạn ơi, hôm nay mình quyết định sẽ làm cái video này chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình làm những sợi dây treo lan như thế này đây. Mình đã hứa với các bạn là mình làm rồi lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mình mới có thể thực hiện được nè các bạn. Các bạn cùng đón xem mình làm nha. Trên thị trường thì họ có bán rất là nhiều loại dây treo cây cảnh khác nhau đó các bạn. Nhưng mình thấy có nhiều kiểu nó hơi bị rườm rà, và khi mình treo dây lên á thì mình sợ nó sẽ bị đụng cái lá, nó không có cái chỗ cho cái lá nó bung ra các bạn. Nên mình quyết định là mình tự làm. Mình tự làm theo cái ý của mình á, thì mình sẽ điều khiển được bao nhiêu sợi dây và mình treo lan nó sẽ không đụng lá, nó hạn chế sự đụng lá đó các bạn. Nếu mình người ta làm á thì người ta hay làm nhiều dây lắm và nó hay đụng lá, mình rất là khó treo vô. Ở đây thì mình làm chỉ 3 dây thôi các bạn, nên cái lá nó có thể đưa ra ngoài. Khi mình tự làm ở nhà thì giá rất là rẻ luôn các bạn. Còn khi mình mua thì cái giá, nếu mà mình mua nhiều như thế này thì nó rất đắt, một cộng là ít nhất là cũng phải 10 đồng. Kiểu rườm rà hơn thì nó càng đắt thêm nữa đó các bạn. Ở đây thì mình sử dụng cái dây này để làm dây cột lan này các bạn. Cái dây này nó cũng tương đối là chắc và nhìn nó tự nhiên, treo lên thì rất là đẹp, nhìn nó sang. Nên mình chọn cái màu này, mình không có thích chọn mấy màu mè, nên mình chọn cái màu tự nhiên đó các bạn. Bây giờ mình cần một cây thước và cái kéo như thế này đây. Nếu mà các bạn không biết chỗ mua cọng dây thì các bạn có thể order trên Amazon. Mình để cái link bên dưới cho các bạn, để các bạn có muốn mua thì có thể vô cái link đó và có thể mua. Cái chiều dài của cái sợi dây này đó các bạn, thì nó tùy thuộc vào cái độ dài các bạn muốn treo cây lan nó dài ngắn ra sao. Nếu mà cái chiều dài nó bằng một cái thước á, nếu mà các bạn đo đó thì các bạn nên làm thêm gấp gửi nữa, có nghĩa là một cây thước và phân nửa cây thước đó nữa. Cây thước này là 3 feet đó các bạn. Bây giờ ở đây thì mình đo một cây thước nha, rồi thêm phân nửa của cây thước này nữa. Cái đó là mình đo trừ hao để chắc ăn đó các bạn, để khi mình cột có dư thì nó dễ hơn là nó thiếu. Khi nó thiếu thì nó phức tạp hơn, nên tốt nhất là mình phải làm cho nó dư ra đi các bạn. Giờ thì mình đo thêm gấp đôi cái sợi dây đó nữa, để mình gấp cái sợi dây đó lại. Giờ mình cắt ngay đây ra, có nghĩa là cộng dây này nó gấp đôi đó các bạn. Để mình đo cho các bạn, mình đo vô cây thước cho các bạn xem nha. Mình gấp đôi lại như vậy đây. Đó là một cây thước và phân nửa cây thước nữa. Vậy là xong nha các bạn. Đây là chiều dài một sợi dây. Mình cần một sợi dây dài như vậy. Bây giờ mình sẽ đo thêm hai sợi như vậy nữa. Các bạn xem mình đo nè. Bây giờ mình sẽ không cần cái thước nữa, vì mình đã có độ dài của sợi dây rồi. Bây giờ mình sẽ đo một cọng dây dài như thế này nữa. Mình làm cái video này mình làm từ từ để cho các bạn dễ làm nha. Vì cái này mình không làm kỹ thì cũng khó mà làm, sợ là các bạn làm bị lộn đó. Bây giờ mình đo, các bạn nhìn thấy nó dài lắm nè. Đó là hai sợi nha, mình cắt chỗ này. Bây giờ mình đo sợi thứ ba.
Mình cũng lấy cái sợi dây này, mình đo cái chiều dài của nó, mình không cần cái thước nữa các bạn. Các bạn có thể làm chiều dài nó khác đi, phù hợp với cái nhà của các bạn muốn treo dài ngắn khác nhau nha các bạn. Bây giờ thì mình đã có 3 sợi dây rồi nè. Mình để 3 sợi riêng ra để cho các bạn dễ nhìn. Đây là 3 sợi. Bây giờ mình sẽ gập 3 sợi dây này lại với nhau nha các bạn. Mình gấp nó lại. Bây giờ là mình tính nó là một sợi. Mình gấp đôi sợi dây lại như vậy nè, để cho cái sợi dây nó treo lan nó chắc đó các bạn. Mình gấp như thế này lại. Bây giờ bắt đầu từ đây mình sẽ tính nó bằng một sợi dây đó. Bây giờ thì mình có 3 sợi dây như thế này đây. Bây giờ mình sẽ nhập 3 sợi dây này lại với nhau nha các bạn. Các bạn nhìn nè, 3 sợi mình túm lại như thế này. Bây giờ mình sẽ cột thắt gút nó lại các bạn. Cột rất là bình thường, giống như là các bạn cầm cái hai cái đầu cột lại nhau thôi. Cột cái nút thắt rất bình thường, cầm lại như thế này, hai bên hai tay cầm cột lại, cột thắt gút rất là dễ. Cái nút thắt này là cực dễ luôn đó các bạn, ai cũng làm được hết. Đây là cái nút thắt đơn giản nhất. Khi mà các bạn không có muốn làm phức tạp thì các bạn làm cái nút thắt này là dễ nhất nè các bạn, nhìn cũng rất là đẹp. Cái này là dễ làm luôn, rất là nhanh. Cột lại vậy xong đó là xong cái phần trên. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mình thắt gút khác. Đây là một kiểu, và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kiểu thứ hai. Cái kiểu này thì nó hơi màu mè hơn một chút. Sợi dây đó mình ước lượng và mình quấn lại để ước lượng cái sợi dây nó sẽ dài bao nhiêu, mình trừ hao. Dư thì nó tốt hơn là thiếu nha các bạn. Khi mình thiếu thì rất là khó làm, nên mình nghĩ các bạn nên làm hơi dài để cho cái lúc mà mình cột nó dễ dàng hơn. Nếu thiếu thì nó khó hơn. Giờ mình cầm đây mình quấn đỡ như vậy nè, để mình ước lượng một chút nữa là cái cọng dây nó sẽ dài bao nhiêu. Mình trừ hao nha các bạn. Bây giờ mình nghĩ bao nhiêu đó được rồi đó, mình sẽ cắt ngang chỗ này. Giờ mình có sợi dây ngắn. Cái nút thắt này nếu mà các bạn để ý làm thì cũng dễ chứ không có khó đâu các bạn. Giờ mình sẽ gỡ cái nút thắt này ra. Rồi mình sẽ làm cái nút thắt mà nó hơi kiểu cọ màu mè hơn một tí để cho các bạn xem nha. Mình cũng túm cái đầu nó lại như thế này các bạn. Bây giờ mình gỡ nó ra. Như lần trước. Giờ mình sẽ bỏ cái sợi dây chỗ này. Một đầu sợi dây mình để như thế này. Và cái đầu còn lại mình gấp lại. Mình gấp đôi sợi dây lại. Đây. Bây giờ mình sẽ quấn lại. Các bạn thấy chiều dài đó mình ước lượng bao nhiêu đó. Bây giờ mình sẽ quấn hết tất cả các dây lại với nhau. Quấn tròn lại. Quấn cho đến gần hết sợi dây luôn các bạn. Sau khi mà quấn xong thì mình lấy cái cọng dây đó mình bỏ trong cái lỗ đó. Rồi bắt đầu mình sẽ rút. Mình rút mạnh. Đây nè, mình bỏ vô từ từ cho các bạn xem nha. Đó, mình bỏ vô trong cái lỗ hồi nãy đó. Mình chừa ra. Giờ mình cầm mình kẹp cái tay lại, mình kéo ở trên đây, mình hai cái cọng dây mình kéo lại, mình rút nó lên. Đây rất dễ phải không các bạn.
Đây là cái nút thắt thứ hai. Và khi mà có cọng dây dư ra như thế đó thì các bạn có thể dùng kéo, các bạn cắt bỏ cái khúc dư đó, đó mình dịch cho nó cứng lại. Nè, rất đơn giản phải không các bạn? Bây giờ mình làm xong rồi đó. Bây giờ mình có thể lấy cây kéo nào mình cắt cái chỗ này. Đó, mình cắt chỗ đó là xong. Mình cắt ở dưới đây một cái nữa. Bây giờ mình tạm thời mình để đây. Các bạn nhớ kéo lại cho mạnh thì nó sẽ rất là chắc, nó không có bị xuất ra. Mình sẽ tháo ra rồi mình làm lại cho các bạn xem một lần nữa nè. Cọng dây ở bên ngoài thì mình sẽ bỏ vô như thế này. Rồi mình sẽ xếp nó lại. Xếp nó ngắn thôi các bạn, một đoạn thôi. Như vậy nè. Rồi mình quấn tất cả các sợi dây với nhau. Mình quấn ráng làm sao cho nó đều thì khi mình rút lại thì nó sẽ đẹp nha các bạn. Bây giờ sợi dây hết rồi, mình sẽ dùng cái sợi dây đó mình bỏ vô trong cái lỗ này đó. Mình sẽ giữ cái sợi dây ở đây, một tay mình giữ, tay trên kia mình sẽ kéo. Bây giờ hai sợi dây kéo lại, kéo mạnh lên. Vậy là đã xong. Rất dễ phải không các bạn? Nếu các bạn thấy cách này hơi khó thì các bạn có thể làm cách đầu tiên mình chỉ cần cột thắt rút lại là xong rồi. Mình có thể chỉnh sửa lại theo cái ý của mình cho nó đẹp. Bây giờ đây là phần đầu tiên trên cái đầu thắt rút. Bây giờ mình sẽ treo cái sợi dây lên và mình sẽ thắt ra phía dưới nha các bạn. Mình treo tạm cái sợi dây vô trong cái ghế này, tại vì nó thấp, dễ cho mình làm đó các bạn, và dễ vây cho các bạn xem. Khi các bạn làm sợi dây này thì các bạn có thể chọn cái chậu nào mà các bạn muốn treo, các bạn để dành các bạn đo trong quá trình mình làm để cho nó chắc ăn là nó sẽ vừa đó các bạn. Mình sẽ sử dụng cái chậu to để làm, để cho các bạn dễ nhìn và dễ làm đó các bạn. Ở đây mình sẽ chọn cái chậu lớn để mình làm cho các bạn dễ nhìn. Nếu các bạn biết cách đo rồi thì các bạn có thể làm bất cứ cái chậu nào mà mình rất là dễ dàng, nên mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn đo. Bây giờ mình sẽ tính theo là cái sợi dây mình treo nó dài bao nhiêu, khoảng bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ để như vậy như các bạn xem nha, là cái sợi dây nó là mình chọn nó dài khoảng bao nhiêu đó. Cái này là tự mình thích treo cao hay ngắn là tự mình. Bây giờ mình sẽ chọn nó khoảng bao nhiêu đây nha các bạn. Mình sẽ đem ra hai sợi. Đó là mình đo tới đó đó. Bây giờ mình sẽ cột ngay chỗ này. Khi các bạn đo thì mình nghĩ các bạn nên chọn hơi dài một chút xíu để trừ hao đó các bạn. Sau này cái cây nó ra hoa, nó không có đụng ở phía trên. Đây mình cột như thế này. Và mình sẽ cột tiếp theo. Mình đo hai sợi bằng nhau nè các bạn. Mình sẽ cột chỗ này luôn. Mình cột thắt gút bình thường. Đây là mình quay cho các bạn xem nên mình làm lâu đó các bạn. Nếu mà mình làm tự làm thì rất là nhanh luôn. Đó, cái thắt nút này rất là bình thường, một nút thắt bình thường thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ cột cái nút gút còn lại cho ba cái nút nó bằng nhau, cái chiều dài bằng nhau nha các bạn.
mình cố đo làm sao để cho nó bằng nhau thì nó đẹp hơn. Bây giờ thì mình đã làm xong ba cái nút thắt. Mình sẽ dùng cái chậu mà mình cần đó các bạn, cái chậu để dành treo cái cây này. Mình sẽ đo để cho nó chính xác, nếu mình không đo đó thì có thể là nó sẽ không vừa cái chậu khi mà mình treo, nên tốt nhất là các bạn đo như thế này để cho nó chắc ăn đó các bạn. Mình sẽ ước lượng như thế này. Và cái nút thắt đó các bạn, mình để ở dưới cái miệng của cái chậu đó các bạn. Các bạn nhìn cho kỹ nha, mình để cái nút thắt ở dưới cái miệng của cái chậu như thế này. Giờ mình đo ở chỗ đó. Mình sẽ lấy một cọng của trong cái sợi khác và cái cọng bên đây, mình nhập hai cọng lại với nhau. Mình sẽ cột hai cái cọng này lại với nhau. Đó các bạn nhìn thấy nè. Giờ mình sẽ dùng cọng còn lại, mình cột lại với cái cọng tiếp theo của cái sợi dây kế theo của nó các đó, đó các bạn. Hai cọng này đây, mình cột lại nhau và mình đo cho nó bằng với nhau. Nó như thế này. Mình cột ở đây. Mình đo cho nó bằng nha các bạn. Nếu mà mình lỡ có đo không bằng thì mình gỡ ra mình cột lại cũng rất là dễ, không có khó. Và mình sẽ lấy cái cọng dây cuối cùng, mình cột lại với nhau, hai cọng dây cuối. Mình cột lại. Mình quay chậm như thế này để cho các bạn nhìn theo dễ làm nha. Giờ thì mình cột được ba cái nút thắt như thế này. Giờ thì mình sẽ bỏ cái chậu vô để mình đo tiếp. Mình bỏ từ trên xuống thì mình sẽ dễ đo hơn. Nè, các bạn nhìn thấy nè, đó, nó tạm thời như thế này. Mình sẽ đo cái nút thắt tiếp theo. Khoảng này nha các bạn. Miễn sao mình canh sao nhìn thấy nó vừa đẹp, nó hợp. Mình sẽ chọn cái chỗ này, mình cột ở đây. Mình tháo cái chậu ra để mình dễ cột đó các bạn. Mình sẽ cột ở đây nè. Tương tự giống như là mấy cái nút thắt ở trên nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục lấy cái cọng dây của bên đây cột với cái cọng dây tiếp theo của cái kế bên.
Nói chung là mình lấy cái cọng dây của cái cọng bên đây, mình cột với cái cọng dây tiếp theo của cái kế bên, mình làm thành nó thành vòng tròn đó các bạn. Nếu mà cái chậu ngắn đó thì mình nên chỉ có xài đến giai đoạn này thôi các bạn, là 3 tầng là đủ rồi. Nhưng đây là cái chậu nó hơi lớn một chút nên mình sẽ làm thêm một tầng nữa. Nói chung là mình sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu mà các bạn treo chậu nhỏ thì các bạn làm nó ngắn, còn khi mà các bạn làm cái chậu lớn dài thì mình sẽ làm nhiều tầng. Giờ mình gắn vô nha, để mình coi thử nó đến đâu rồi. Các bạn thấy bây giờ bắt đầu nó hơi chật nè các bạn. Nếu mà nó chật như thế này thì các bạn có thể mở nó ra, mở nó, nới nó ra, không có cần phải mở mà nới hơi hơi nó ra thì nó sẽ giãn ra. Đây nè, chỗ này nó hơi chật đó các bạn, mình sẽ mở ra cho các bạn xem, để cho các bạn khi mà mình gặp trường hợp này thì mình biết phải làm sao. Mình nới hơi hơi đó, các bạn thấy bây giờ mình nó hơi lỏng rồi đó. Rồi mình sẽ nới cái nút này luôn, mở hơi hơi ra để cho nó lỏng một chút. Đây, và cái nút thắt còn lại mình cũng nới nó ra luôn. Để cho nó có sự cân bằng đó các bạn, nên mình nới nó ra cho nó hơi lỏng lỏng một chút như thế này. Bây giờ tạm ổn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cột thêm một tầng nữa. Giờ thì mình sẽ để cái chậu ở trong này luôn, mình làm cái cách khác cho các bạn xem nha. Mình sẽ cột cái cách khác, mình đo ở chỗ này. Các bạn cột như thế này nè, cột cái kiểu khác nè các bạn, cột cái mối mắt là cột một lần như thế này và mình cột thêm một lần nữa, giống như là cái thắt cúc á. Nè các bạn, cột hai cái này lại với nhau. Khi mình để trong cái chậu như thế này mình cột cũng rất là dễ, nó không có bị chật đó các bạn. Dễ nè ha các bạn, cột cái cách này cũng rất là dễ. Các bạn thích cái thắt rút nào thì các bạn cột cái thắt rút kiểu đó. Cái cuối cùng mình cột. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái cuối cùng. Cái cột cuối cùng á, là mình sẽ muốn mình để dưới đáy chậu. Cái thắt gút cuối cùng á, là mình phải, mình muốn cột làm sao đó để cho nó cuối đáy chậu đó các bạn. Như vậy nè. Giờ mình sẽ làm thắt gút ngay cuối cùng ở dưới đáy chậu để cho nó chắc. Khi mình cột cái thắt gút kiểu này thì nó hao dây hơn là cái thắt gút mà mình vừa mới làm đó các bạn. Các bạn thấy mình hơi bị thiếu dây ở đây rồi đó. Thành ra khi mà các bạn đo đó, các bạn đo hơi dư một chút xíu để khi mà mình làm nó đủ và không bị thiếu, thiếu thì nó hơi khó.
mình sẽ cột ngay cái cố tình làm sao cho cái khắc gút đó, nó nằm ở dưới cái đáy chậu của các bạn. Mình đo nè, các bạn nhìn thấy mình đo không? Đo như vậy nè, rồi bắt đầu mình cột tại chỗ đó. Bây giờ mình sắp xong rồi nè các bạn, mình túm lại cho các bạn xem nè. Ba cái thắt gút nằm ở dưới đáy chậu như thế này. Bây giờ mình sẽ gom cái này lại. Giờ mình sẽ túm lại hết, mình quấn nó lại như thế này thành một sợi dây nè các bạn. Mình quấn nó lại, rồi mình sẽ cột lại hết tất cả cái này, mình cột nó lại. Cái chỗ này là cái chỗ cột khó nhất nè các bạn. Đáng nên mình phải để cho nó hơi dư dây thì nó dễ cột. Mình kéo lại cho thật mạnh để cho nó đừng có bị xúc ra đó các bạn. Cái nút thắt này như vậy là đã xong rồi nè các bạn. Giờ thì mình làm xong rồi, mình sẽ bỏ cái chậu vô cho các bạn xem nha. Cái kết quả nó ra như thế nào. Khi mình bỏ vô hơi chật như thế này là tốt nè các bạn. Đừng cho nó hơi lỏng quá, nó lỏng quá nó dễ bị rớt ra lắm. Xong rồi nè. Mấy cái sợi dây bên dưới mình sẽ làm cái dây tua rua, mình quấn nó như thế này, mình mở nó ra. Mình mở nó ra cho cộng cao, cộng thấp cho nó đẹp đó các bạn. Mình ở đây mình không muốn nó làm bằng nhau, những sợi dây bằng nhau nên mình sẽ mở ra và mình sẽ cắt nó cộng cao, cộng thấp cho nó đẹp. Mình mở ra hết. Giờ mình sẽ cắt cộng cao cộng thấp nè các bạn. Cắt ra cho nó có cái tua rua ở dưới đó các bạn. Nếu mà mình làm nó bằng hết thì nó sẽ không đẹp, nó không có tự nhiên. Bây giờ mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Mình sẽ đem cây lan và mình bỏ vô đây cho các bạn xem nó như thế nào nha. Mình bỏ cây lan này tạm thời vô nha các bạn. Cái chậu này thì cái chậu nhỏ. Các bạn khi bỏ vô đây cũng rất là cẩn thận, không thôi thì nó sẽ đụng cái lá đó các bạn. Nó sẽ như thế này đây. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.